Hello, chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ làm một cây cần câu ráp khúc bằng tre ha. Thì mình thì thích câu cá, đặc biệt là bộ môn câu đài. Và mình thấy người ta làm cần tre ráp khúc đẹp quá, mình cũng thử làm thử ha. Thì mình làm được cái gì mình sẽ chia sẻ cho mọi người ha. Mọi người cùng mình làm xem thế nào ha. Thì về dụng cụ thì cũng không có đầy đủ, không có nhiều đâu, máy móc các thứ không có đầy đủ đâu, nhưng mà mình cũng tự làm rồi sử dụng những cái gì mình có sẵn ha, dao kéo hay là khoan này nọ các thứ ha. Rồi, để mà làm cần tre thì cần câu tre thì tất nhiên cái đầu tiên mình cần sẽ là tre. Tre thì mình tre hoặc trúc hoặc có nơi họ gọi lộ ô hoặc cái gì đấy thì nó nhiều loại lắm. Mấy cái cây mình chặt đó thì hình như là nó gọi là cây lê hay là cây tầm bông gì đó. Thì hôm trước mình có đi chặt rồi, mấy hôm trước mình chặt về mình cũng phơi nhưng mà nó chưa được khô hoàn toàn đâu. Thì hôm nay mình nghĩ là cũng bắt đầu làm được thì mình sẽ chia sẻ ha. Nguyên liệu cần thiết là tre hoặc trúc rồi, và một số dụng cụ khác thì mình sẽ quay cho mọi người xem ha. Rồi, let's go. Ok, rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ quay những thứ cần thiết để mình làm cần câu tre mấy bạn. Đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị tre này. Tre thì gồm có những đoạn tre bự như vậy. Đây. Cây bự như vậy là mình dùng để làm cái phần tay cầm á, tay cầm của cái cần câu ha. Đó. Rồi. Tiếp đến là những thanh, những cây tre nhỏ nhỏ như vậy. Đó. Nó sẽ có nhiều kích thước khác nhau thôi. Nếu mà một cây tre từ đầu tới ngọn, từ gốc tới ngọn mà nó đẹp luôn thì mình dùng cây đó mình cắt ra mình làm thì nó ngon, nó ok luôn. Đó. Còn nếu mà nó không được đẹp từ gốc tới ngọn thì mình sẽ nối cây này với cây kia, khúc này khúc kia ha. Đó. Còn dụng cụ thì mình gồm có cái cưa, dao. Cái này thì chút làm thì mình sẽ nói sau ha. Rồi, cưa dao, rồi thước đo và cái viết để đánh dấu. Rồi, ok, mình bắt đầu làm ha. Mình sẽ làm cần ráp 3 khúc thôi mọi người. Chiều dài thì nó nằm đâu đó khoảng 2m4. 3 khúc 2m4. Ok, bây giờ mình sẽ lựa chọn tre ha. Mình có nói mình tính làm cây cần 2m4 nhưng mà mình đo lại mình thấy 2m4 nó hơi ngắn lắm các bạn. Chắc bây giờ mình làm tầm 2m7 đến 3m. Rồi, hiện tại mình được 3 khúc rồi mọi người, 3 khúc này nối lại thì thành một cần nhé. Cũng tạm ổn như vậy. Mình tỉa sơ những cái điểm như vậy. Đây. Đây, tỉa sơ những cái điểm như vậy này, những cái mắt như vậy đi để mình đi uốn cho nó thẳng ra, đi nắn cho nó thẳng ra. À, còn một cái này là phần cưa cần.
Chuối cầm thì mình tính phơi cái cây này nhưng mà hơi lâu, phơi cây này cho nó khô để làm chuối cầm, nhưng mà mình sợ hơi lâu á, lâu quá thì mình sợ là chắc mình lấy cái khô này đi, lấy cái khô có sẵn này đi. Đây là dụng cụ tiếp theo mình cần đây ha, than, bếp than. Bếp than này để mình đốt lên xong mình uốn đó ha. Rồi bây giờ mình đi đốt than nha mọi người. Ok, sau một hồi thổi phù mỏ, quạt mỏi tay thì bếp của mình nó cũng lên rồi nha mấy bạn. Đó ha. Đây rồi. Nãy mình có nói cái cây này là cây này mình tự chế luôn á, dùng để kẹp cái cây cần mình vào, cái tre mình vào để mình nắn cho nó chuẩn. Đó. Mình nắn bằng tay cũng được nhưng mà bằng tay thì nó dùng lực nhiều, nó hơi khó nắn ha. Thì mình dùng cái cây này mình tự chế đó. Rồi mình nắn xong rồi nha, mình nắn thẳng rồi ha. Bây giờ là mình tỉa mắt, tỉa một cái mắt như vậy. Cái mắt này mấy bạn tỉa cẩn thận xí ha, tỉa cẩn thận chứ không là nó hư cái mắt của mình. Okay. Thank you.
mấy bạn ha, mình uống mình gọt mắt xong rồi. Bây giờ mình sẽ khoan lỗ, khoan cái lỗ đâu này ha. Khoan cái lỗ này. Đây. Cái lỗ này đây, đó. Để dùng gần lại mấy bạn xem. Đây ha. Đây, khoan cái lỗ này. Để mình nối. Mình sẽ nối khớp với nhau ha. Đây ha. Ok. Hai đầu luôn ha. Đó, hai đầu được không? Tương tự như vậy mình khoan với lại các cái mối nối khác ha mấy bạn. Xong bắt đầu mình sẽ đeo cái cây như vậy. Cây như vậy, mình gót một cây như vậy. Mình găm vào đây. Và mình găm ngược cái đầu này lên đây. Đây. Bây giờ mình dùng cái này để gọt nó thành cái tay nấm của cái cần câu ha. Cái chuôi đó mấy bạn. Chuôi để nấm như vậy nè. Giật, giật. Ok. Đây, chút mình sẽ tra cái này vào. Đó, như vậy ha. Đó, nó vào đây. Thì bây giờ mình khoan lỗ nó luôn. Ôi mưa rồi chạy thôi. Ôi trời ơi. Chết kỳ vậy. Đang làm thì mưa mấy bạn ơi. Mùa này nó mưa dầm cả ngày. Bây giờ mình đang gọt cho nó hoàn thiện cái này nhé. Cái chưa cầm nó thì nhưng mà mình càng làm từ mỹ thì nó sẽ càng đẹp. Rồi ha, mình gọt được cái tay cầm nó như vậy rồi. Cái tay cầm này thì tùy mấy bạn, dài ngắn này thì tùy vào sở thích hoặc là tùy vào tay. Ví dụ tay to thì mình gọt nó hơi bự xí, tay bé thì gọt bé vừa cái tay mấy bạn ha, nắm cho nó dễ. Rồi bây giờ mình sẽ gọt cho nó gọn cái phần này đi để mình cho nó vào đây. Rồi, mình gọt vừa được cái này rồi ha. Gần vừa được cái chuôi rồi nha mấy bạn. Ok. Rồi, tạm thời được một phần thô vậy đó ha. Đây mọi người, mình gót cái cây này mình cho vào đây này, làm cái lõi này. Ok ha. Tình hình không ổn rồi mấy bạn ơi, mình làm thử ha, mình làm thử cái lõi bằng tre nhét vào đây. Nhưng mà mình cảm giác nó yếu quá, chịu lực không nổi. Bây giờ mình xử lý cách khác. Cái lõi mình vẫn giữ nguyên ha, mình bít nó lại luôn. Bít nó cho nó chắc đây luôn, dán keo luôn này. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng chiếc cần câu cũ này mình cắt ra hai khúc ha. Đó. Ok ha. Rồi, mình sẽ dùng cái ống này để mình nối phía ngoài. Để mình cảm giác nó chắc hơn. Bây giờ mình làm. Thank you.
là mình có nói đó, mình chỉ đang làm thử thôi, chưa làm cần lần nào đó, cho nên là vừa làm vừa mò vậy đó. Thì cái hướng đầu là mình tính là nối hai khúc với nhau bởi một cái lõi phía trong ha, nhưng mà cái đó nó mình cắm vào nó cảm giác yếu lắm, cái cành nó không đẹp, nó cứ cảm giác nó muốn gãy á, nên là bây giờ mình chơi ống nối ngoài. Ống thì mình dùng cái cành câu cũ, câu này được mình mua mấy nhà này. Nếu mà mấy bạn có được cái ống của cành câu xịn xịn carbon thì ngon, còn cái này thì nó dạng như mũ mà, nhưng mà mình cảm giác nó ok lắm, mình nối làm khớp nối thì cũng khá ok, mấy chục ngàn ngoài tiệm đồ câu đầy luôn. Các bạn mua về bỏ ra mấy chục ngàn mua về có thể làm được mấy bộ cần câu trúc kiểu này luôn, tại mỗi lần mình làm có hai khúc ba khúc ngắn ngắn cho mấy, không có tốn nhiều. Rồi. Chào mọi người, thấy không? Xoay cái tay này. Đó. Cái cành mình nó chưa được khô cho nên cảm giác nó còn hơi nặng lắm các bạn. Mình vội vàng quá, nhưng mà kệ. Bây giờ mình làm xong mình phơi nữa ha. Phơi cho nó khô, nhưng mà mình cảm giác ok lắm á, nếu mà nó khô. Đó. Xong mấy bạn thấy không? Chéo hết á. Rồi ha. Rồi xong công đoạn mình nối khúc rồi thì mình sẽ tới cái công đoạn mình sẽ đi khò ha. Mình đi khò lửa cho nó hơi cháy này, nhìn cho nó nghề nghệ tí nha. Đó. Còn cái này thì mình chưa chà nhám nè, mình còn phải chà nhám với mình thêm một số cái phần lên đây. Thì mình khò xong rồi thì phần ống đen này thì mình không thích để màu đen như vậy, nhìn nó không được đẹp. Thì mình sẽ phủ. Thì đây mình thích nó mọi thứ nó đều là gỗ, đều là chất liệu tre, thì mình sẽ dùng cái này. Cái này mấy bạn biết là cái gì không? Chắc ít cũng có một vài người không biết cái cây này đâu. Cái này là cây mây ha. Mây này thì mình xin của ông bác mình, có một bụi ở phía sau nhà mà mình xin một cây hai cây thôi mà ông kêu chặt hết nguyên bụi. Thế là mình xử luôn. Ngon luôn, được 4-5 cây vậy đấy. Cây này cực kỳ dai. Đấy. Mình sẽ chẻ nó ra, mình làm cái cọng dây á. Đó, để mình quấn lên đây, quấn che luôn cái phần màu đen này đi ha, che luôn phần màu đen này cho nó đẹp. Đó, làm mỏng thôi, làm dày quá nó sẽ cảm giác thô. Rồi, cái phần này cũng vậy luôn, phần này thì mình sẽ cuốn lên một lớp để nó tạo cái vân á, vân để mình nấm, khi mình nấm vô nó chắc tay, nó không có bị trơn đó mấy bạn. Các bạn đừng có hiểu nhầm nha, mình đang chạy nhám á, đầu óc mấy người đang tối quá.
Rồi bây giờ mình dán chắc những cái khớp này, những khớp nối lại luôn ha mấy bạn. Cái này sao nó chắc vậy? Đây. Mình có thể dùng keo 502 hoặc là keo con hũ này cũng được. Hai loại, loại này thì nó lâu khô hơn. Còn cái loại này thì nó nhanh khô hơn. Còn cái loại lâu khô thì nó sẽ được tốt hơn ha. Trong lúc đợi cái ống nãy mình dán, cái khớp nối nãy dán cho nó khô thì mình chẻ cái này mấy bạn, chẻ cái mây. Rồi mình gót xong cái dây mây rồi nha mấy bạn. Bây giờ mình cuốn ha. Bắt đầu cuốn nha. Đây, chét miếng keo lên đây. Cho nó ăn vào đây luôn. Mình sẽ chà nhám ha, chà nhám cho nó sạch cái này đi. Rồi mưa to quá mấy bạn ơi, nãy giờ mưa to lắm, tính chết của mùng. Mình làm xong rồi ha, thôi mưa đi em cảm đây. Trụ báo công an ạ. À. Đó mấy bạn thấy không? Đó cái cầm mình đó ha. Ok không? Hơi tối ha, giờ trời tối lắm. Đây, các bạn nhìn kỹ đây. Đây cái phần chuôi này. Để mình cầm máy mình quay luôn ha. Đấy, mấy bạn nghe sấm ghê không? Đây. Đây là cái tay núm ha. Chồng nó lại nét được rồi. Đó, các bạn thấy không? Đó, cái tay núm nó như vậy ha. Đó, mối nối này.
mịn đẹp luôn nha mấy bạn, không có xấu ha. Ok mấy bạn cứ chà giấy nhám á, chà cho nó bóng luôn, nó mòn luôn, để nó sát vào nhìn nó đỡ thô ha. Rồi bây giờ thì cái này mình xịt sơn bóng lên nữa ha, mua chai sơn bóng xịt mấy chục ngàn á, xịt lên nữa, xịt lên cho nó 2-3 lớp để nó chống thấm ha. Đó, nó chống thấm là ok rồi, là mình có được cây cần câu rồi nha mấy bạn, câu ok luôn á. Đó. Và cái cây của mình thì nó chưa được khô lắm nhưng mà cầm cũng cảm giác đã lắm. Đó, dẻo. Ok, đồ nãy tốt. Rồi cái phần đuôi này này, phần đuôi này thì chắc mình sẽ chế thêm một cái để móc cái dây bảo hiểm á. Đó. Móc cái dây bảo hiểm vào đây chứ không sợ là nó cá lôi mất cần á, hoặc là dính cá to mình bỏ cần ra, buông cần ra ha. Ok.